Hi there. It's nice to see you here again. Some more interesting information will be provided in this lesson about traffic. Now, first of all, as you know, you must have the books, the textbook and the workbook of English 7 number 2, so that you may use the numbers at the back of the books to access to English programs at worldwideweb.icbooks.vn. ICBooks is a program created by Dadang Ministry of Training and Education, so I'm sure it must be a great tool for you to develop the English skills. Let's enjoy! In the last lesson, we talked about how to use the conjunction although, despite, in spite of, and however, nevertheless. So today, we're covering we're discussing about one's favorite film, such as your favorite films, your sister's favorite film or something, and film posters. Now, here are just a few vocabulary that you need to know before starting a lesson. That's survey. Đầu tiên, sẽ có một số từ vựng, chỉ có một số nhỏ về từ vựng mà các em cần lưu ý khi mà chúng ta học. Đó là survey. Từ này có lẽ là các em cũng gặp rất là nhiều rồi. Thì đây nghĩa là cuộc khảo sát, cuộc điều tra. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có một cuộc khảo sát về dân số của Việt Nam, hoặc là tình hình những người thất nghiệp ở thành phố của bạn, chẳng hạn như vậy. Ta có survey. Survey. Hoặc là ta có violence. Violence. Thì đây, những cái đuôi mà CE như thế này thường nó sẽ là một danh từ. Để chuyển đổi qua tính từ thì ta sẽ đổi cái đôi CE này thành cái đôi T. Đuôi T như thế này. Ta có violence và violent. Violence là sự bạo lực, hung bạo. Tính từ của nó là hung tợn, hung bạo. Chúng ta cùng nhau luyện phát âm. Violence. Violence. Và violent. Violent. Bây giờ cô và các em cùng nhau đến với hoạt động đầu tiên trên ICBooks. Communication. 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. Trong hoạt động đầu tiên này thì nhiệm vụ của chúng ta rất là đơn giản. Các bạn thấy là đây là một cái cuộc hội thoại ngắn giữa bạn Nick và bạn Dương. Thì chúng ta sẽ nghe xem đủ là những cái chỗ còn trống, 5 chỗ trống như thế này. Thì đó, chúng ta sẽ điền gì vào đó. Now, let's listen. Excuse me, Young. I'm doing a survey about favorite actors. Would it be okay if I asked you a few questions? Sure, go ahead, Nick. Who do you think is the best actor? It's Tom Cruise. And who do you think is the best actress? I think Angelina Jolie is. Thank you. Rất là đơn giản đúng không nào? Bây giờ cô và Ken cùng nhau nghe lại và điền vào chỗ trống những cái chỗ mà cần điền ha. Excuse me, Young. I'm doing a survey about favorite actors. I'm doing a survey. Rõ ràng chỗ cần điền của chúng ta đó chính là survey, tức là tôi đang làm một cái khảo sát về những diễn viên được yêu thích nhất. Would it be okay if I asked you a few questions? Tôi hỏi bạn một vài câu hỏi được không? Sure, go ahead, Nick. Chắc chắn rồi. Who do you think is the best actor? Who do you think is the best actor? Bạn nghĩ ai là diễn viên xuất sắc nhất? It's Tom Cruise. It's Tom Cruise. Tom Cruise chính là một diễn viên nam rất là nổi tiếng trên thế giới đó em. And who do you think is the best actress? And who do you think is the best actress? Diễn viên nữ mà bạn nghĩ rằng xuất sắc nhất đó chính là ai? I think Angelina Jolie is. I think Angelina Jolie is. Angelina Jolie is. 2. Work in groups of 6 or 8. Each student chooses one of the following set of survey questions.
Như các em vẫn thấy ở bên dưới này thì người ta có bố sát câu hỏi cho các em có thể lựa chọn để hỏi và trả lời với bạn của mình theo một nhóm 6 đến 8 người, hoặc là các em cũng có thể tự luyện tập trên máy tính như thế này. Người ta đã đưa ra những câu hỏi sẵn cho các em rồi. Who do you think is the best actor? Who do you think is the best actress? Tương tự như bạn Nick hỏi bạn Dương vừa rồi đúng không? Do you enjoy action films? Bạn có thích phim hành động không? Is it okay for young kids to see violence on TV? Bọn trẻ mà xem phim hành động, những cái phim bạo lực trên TV thì có ổn không? What is the best film you've seen recently? Bộ phim hay nhất mà bạn xem gần đây là gì? Who did it star? Ai đóng vai chính và em? Do you like to watch cartoons? Bạn có thích xem hoạt hình không? Và cuối cùng, who is your favorite characters? Diễn viên yêu thích nhất của bạn là gì? Như vậy thì trong bài này thì các em hãy tự hỏi và trả lời. Bên dưới này thì máy tính đã có đưa ra một số những cái suy nghĩ của riêng máy tính, các em có thể tự tham khảo. The computer thinks Tom Cruise is the best actor and Angelina Jolie is the best actress. Có vẻ như máy tính rất là thích Tom Cruise và Angelina Jolie. The computer thinks the best film it has seen recently is The Chamber of Secrets and A Young Boy Harry Potter is the main character. Ở đây chính là bộ phim liên quan tới Harry Potter. Bộ phim này thì máy tính đang rất là thích và xem gần đây. The computer says that it doesn't enjoy action film anymore. Hoặc là it enjoys action film very much. Nó thích hoặc không thích, các em có thể tham khảo ha. And it says it is not okay for young kids to see violence on TV. Để mà câu có thể hay hơn nữa thì các em cũng có thể đưa ra cho cô một cái lý do vì sao. Bởi vì nó rất là nguy hiểm đến những cái cuộc sống hàng ngày hoặc là cách cư xử của trẻ chẳng hạn. The computer says it likes to watch cartoons very much. Its favorite character is Donald Duck. Vì Donald chính là nhân vật yêu thích của nó. 3. Make notes of your results. Ở phần nhiệm vụ phụ này thì các em hãy đưa ra những cái ghi chú của mình bằng cách sử dụng ba cái mẫu câu bên dưới này. Most people I have surveyed, hầu hết những người mà tôi khảo sát thì thích phim thích nhân vật Tom Cruise chẳng hạn. About half of the people I have surveyed, khoảng một nửa người mà tôi khảo sát thì đã thích hoạt hình Tom và Jerry. Almost no one I have surveyed, hầu như là không có ai trong cuộc khảo sát của tôi thì ghét hoạt hình Việt Nam chẳng hạn như vậy. Four, join another group. Report your results to those group members. Và đây sẽ là lúc mà các em sẽ tổng hợp lại tất cả những cái kết quả trong cuộc khảo sát của mình và sau đó sẽ đối chiếu với những cái người bạn của mình trong nhóm khác. Chẳng hạn như là gì? Most people I have surveyed like Tom Cruise. Mình cũng bắt chước máy tính, mình thích Tom Cruise ha. Mỹ Tâm chẳng hạn đó. Đó là một số cái cách mà các em có thể đưa ra những cái kết quả trong những cái báo cáo của mình về cái kết quả trong cuộc khảo sát của mình. Hoặc là about half of the people I have surveyed, khoảng một nửa người mà tôi khảo sát á, thì đã watching cartoons. Một nửa người mà tôi khảo sát thì đã thích hoạt hình rồi. Đó thì tương tự với những cái còn lại, các em hãy cố gắng đối chiếu với bạn của mình để xem thử bạn của mình đã làm như thế nào ha. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em đã cùng nhau luyện tập thảo luận, hỏi trả lời thật nhiều câu hỏi liên quan đến chủ đề phim, đúng không nào? Về nhà các em hãy hỏi và trả lời thật là nhiều những câu hỏi liên quan đến chủ đề phim này cùng với bạn của mình hoặc là bố mẹ anh chị nào đó để có thể cải thiện được kiến thức và kỹ năng speaking của mình nhé. Đừng quên chuẩn bị những kiến thức mới có trong phần Skill 1. Chúc các em học tốt!